Đệ tử hôm nay quỳ trước điện chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn, đã bao phen sanh tử dâm dồn trôi lăn mãi trong vòng lùng đảo anh. Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo đuối mê say mắt xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thính tiếng mẫn đường vua đình anh. Mùi quen người mùi thơm bất tịnh, lưỡi dền theo lắm chuyện gây go, thân ham dùng găm vóc xe xua ấy mơ tưởng bao la vũ trụ. Bởi lùng dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu, hôm nay mong giác ngộ hồi đầu tâm sám hối phơi bày tỏ rõ. Nguyện tội ác từ nay dừng bỏ, chuyển sâu căn ra khói lầm mê, trước đài sen thành kính hướng về tình tam động quy tam bảo phần giới cấm chuyên trì chú đạo. Dừng tận cùng công lễ vô minh, chi phàm phu tự lực khó thành, cầu đại giang từ bi gia hộ, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh. Con dâng lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan tìm đến bửu thành, đàn tử gian giác tha viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kim lư vừa bén chiên đàn, khắp sông pháp giới đạo tràng, phân rõ biết ngọn hương chí thiền, pháp thân toàn thể tiền chứng minh hướng nguyện phương liền ban cho. Nam mô Hương Quang Cái Bồ Tát. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm nghìn muôn kiếp tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích
Phật nói kinh A Di Đà, con nghe như vậy. Một thuở nọ đứng Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ Cấm Cô Độc nữa xa về, cùng với 1250 năm mới bị đại tỳ kheo câu hỏi đều là bừng A La Hán, mọi người đều quen biết như làm. Trưởng lão xa lời Phật đại mùng Kiền Liên Đại Ca Diếp Ma Ca Chiên Viên Ma Câu Vi La Li Bà Đa Châu Lợi Bàn Đà Già Nan Đà A Nan Đà La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề Tân Đầu Lư Phá La Đọa Ca Lưu Đà Di Ma Ha Kiếp Tân Na Bàn Câu La Nâu Lầu Đà. Nhưng vì đại đệ tử Thường tinh tấn Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát như thế, và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàng Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bây giờ, đứng Phật báo ngài trưởng lão xa lời Phật rằng: Từ đây qua phương Tây quá 10 muôn ức cõi phần, có thế giới tên là Cần Lãng. Trong thế giới đó có đứng Phật hiệu là A Di Đà. Hiện nay đương nói pháp xả lời Phật cõi đó, vì sao tên là Cần Lãng? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ chi, hướng những điều vui nên nước đó tên là Cần Lãng. Xa lời Phật, lại trong cõi Cần Lãng có 7 tầng bao lớn, 7 tầng mành lưới, 7 tầng hàng cây đều bằng 4 chân bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cần Lãng. Xa lời Phật, lại trong cõi Cần Lãng có ao bằng 7 chất bao, trong ao đầy dãy nước đủ 8 công đứng. Đáy ao thuần dùng các vàng trái làm đấng, vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường ở 4 bên ao. Trên thềm đường có lầu gác cũng đều yếm sức bằng vàng. Bạc lưu ly pha lê xa cừ xích châu mã não. Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh. Sắc vàng thời ánh sáng vàng, sắc đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sáng trắng, màu nhiệm thơm tho trong sành. Xa lời Phật, cõi nương Cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời Phật, lại trong cõi nương của Đức Phật đó thường trói giang trời, đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời, rưới hoa trời mang Đà La. Chúng sanh trong cõi đó thường vào lũng sa
phân ở phương khác, đến giờ ăn liền trở về bốn quân, ăn cơm xong đi kinh hành xa lời phân cõi nương cần làm. Thành tựu công đừng trang nghiêm dường ấy lại nữa, xa lời phân coi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường, nào chim bành hàng Khổng Tước Anh và Xá Lợi Ca Lăng Tận và Công Màng. Những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã, tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba thanh đạo phần vân vân. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thải đều niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, xá lời phân. Ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ, xá lời phân cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có. Huống gì lại có sự thần, những giống chim đó là do Đức Phật A-di-đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời phân trong cõi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thôi động, các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu. Thế như trăm nghìn thứ nhạc đồng một lúc hòa chung, người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, xá lời phân. Cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy, xa lời phân nơi ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiểu là A-di-đà? Xa lời phân Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại, vì thế nên hiểu là A-di-đà. Xa lời phân Đức Phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, nên hiểu là A-di-đà. Xa lời phân Đức Phật A-di-đà. Thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm, xa lời phân lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên thành văn đề tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tin đêm mà có thể biến được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế, xả lời phân cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời phân lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi, chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng kỳ để nói thôi. Xả lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây,
phải phá nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi mồn chỗ xa lời vẫn chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phương đứng nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Xa lời phân nếu có thiền nam tử thiền nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lúc trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà. Xa lời phong ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng làng xa lời Phật như ta. Hôm nay người khen công đức lời in chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà phương đông cùng có Đức A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quan Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra cương lưỡi rộng trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Nhưng thế chư phần sơ hồ niệm này xa lời phong thế giới phương nam có đứng nhật nguyệt đăng Phật danh văn quan phân đại diêm kiên phần tu di đăng phần vô lượng tinh tấn phần hằng hà xa số những Đức Phật như thế đều tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Những thiết chư phần sơ hồ niệm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ phần vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà sa số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức. Những thiết chư Phật sơ hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương băng có Đức Diêm Kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà sa số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương
ông dài trầm mà khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh rằng tan bất khả tư nghị công đức. Nhưng khi chư Phật xa hộ niệm này xa lời phân thế giới phương dưới có đức sư tử phần danh văn phần danh quang phần đản ma phần phám trang phần trì pháp phần hằng hà xa số những đức phần như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính kinh xưng tan bất khả tư nghị công đức. Nhưng thiệt chư Phật sa hộ niệm này xa lời phân thế phạm âm phần tu vương phần hương thường phật hương quang phần đại diệm kiên phần tạm sanh bửu hoa nghiêm thân phần ta la thọ vương phần bảo hoa đứng phần kiên nhưng thiên nghĩa phần như tu di sơn phần hằng hà xa số những đức phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán băng khả tư nghị công đức. Những thiên chư Phật xa hộ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào? Vì sao tên là kinh những thiết chư Phật xa hộ niệm xa lời phân? Vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đấng văn thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức phân hồ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Trả lời phân cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của các đấng phân nói xa lời phân. Nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức Phật A Di Đà thời những người ấy đều đặng không thôi chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về xa lời phân cho nên các thiện nam tử thiện nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia xa lời phất như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đấng và các đấng phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trừa kiếm trừa kiếm trừa phiền não trừa chúng sanh trừa mạng trừa trúng mà ngài chứng được ngôi vô thường chánh đẳng chánh giác.
Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này, xa lời Phật phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường. Thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác, và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất khó đức Phật nói kinh này rồi. Ngài xa lời Phật cùng các vị tỳ kheo, tất cả trong đời trời người á tu la vân vân nghe lời của đức Phật dạy, đều vui mừng tin nhận đánh lễ Phật mà lui ra. Bồ khuyết tâm kinh tâm trí huệ thanh thanh rộng lớn, sáng trong ngần trắng bận mây trần. Lào là một tánh thiên chân, bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm, mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an. Trải lòng tròn đủ xưa nay, công thành qua chứng tỏ bài đích đang. Bồ Tát danh Quang Tự Tại, khi tham thiền vô ngại đến trong, thầm vào trí huệ mở thông, mà soi thấy năm uẩn đều không có gì, độ tất cả không chi khổ ách, trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Sân không chung ở một nhà, không chẳng khác sắc, sắc nào khác không, ấy sắc tướng cùng đồng không tướng, không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia, cũng lại như vậy tống về chân không. Tòa sân tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn trơn. Chẳng sanh chẳng dứng thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm ma cơ ấy, nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân. Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không, mà thấy rỗng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thân giới cũng không, mời tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hánh chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao, tư đế cũng chẳng có nào. Không chi là trí có nào đắng chi, do vô sở đắc ly tân cả, lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm, không ngại gì không quay ngại có chi khủng bố, từng xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo chưa nguyên, niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn, tam thế Phật y đàn bán nhà đao bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hay bán nhà là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân, mau về thì thần chú linh triệt
đại lần, thì cần chú đúng bần quang minh. Ấy chú tôi thượng ngoài linh, ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoại thần, trừ tất cả nguyên nhân các khổ, thức tịnh lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiện bất hư, an làm thần chú chân như thuyết rằng, mùi quen người mùi thơm bất tịnh, lưỡi dền theo lắm chuyện gây go, thân ham dùng găm vóc xe xua, ý mơ tưởng bao la vũ trụ. Bởi lùng dục lòng tham không đủ, lấp che lần trí huệ từ lâu, nguyện
tội ác ở nơi dân bỏ chuyện sâu căn ra khói lầm mê trước đài sen thành kính hướng về tình tam động quy tam bảo phần giới cấm chuyên trì chú đạo dân tận cùng công lễ vô minh chi phàm phu tự lực khó thành cầu đại giác từ bi gia hộ dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh con dâng lòng vì đạo hy sinh nương từ quan tìm đến bửu thành đàn tử Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụng tụng công đức thù thân hạnh vô biên thân phước giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh. Công văn vô lượng quang phần sáng nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ chân minh liễu phố nguyện tội chương tất tiêu trừ thế thế thương hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ trung cơ phẩm liên hoa vi phù màu hoa khai kiến phần ngộ vô sanh bâng thôi bồ tát vi bàn lỡ nguyện di thử công đức phổ cầm nhân thế ngã đẳng giữa chúng sanh giai công thành phật tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường tự tự quy tăng xin nguyện chúng sanh thông lý đại chúng hình thái công ngài kim lư vừa bén chiên đàn khắp sông pháp giới đạo tràng mười phương hiện thành mây bao kiên tường chư phần rõ biết ngọn hương chi thiền pháp thân toàn Nam mô Hương Quân Cái Bồ Tát. Nam mô Hương Quân Cái Bồ Tát. Nam mô Hương Quân Cái Bồ Tát. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu trăm nghìn muôn kiếp
niệm câu: Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Phật nói kinh cùng với 1250 vị đại tỳ kheo, câu hỏi đều là bưng A La Hán, mọi người đều quen biết Như Làm. Trưởng lão xa lời Phật đại mộng cùng đến dự hội. Bây giờ đứng Phật báo ngài trưởng lão xa lời Phật rằng: Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi phần, có thế giới tên là Cần Lạc. Trong thế giới đó có đứng Phật hiệu là Cần Lạc. Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ chi hướng những điều vui, nên nước đó tên là Cần Lạc. Xa lời Phật, lại trong cõi Cần Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mành lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân, bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc. Xa lời Phật, lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng bảy chất bao, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đức. Đấy ao thuần dùng các vàng trái làm đấng, vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường. Ở bốn bên ao trên thềm đường có lầu gác, cũng đều hiếm sức bằng vàng.
vàng. Bạc liêu ly pha lê xa cử xích châu mã não trong ao có hoa sen lớn như bánh xe hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh. Sáng vàng tài ánh sáng vàng sáng đó tài ánh sáng đó sắc trắng tài ánh sáng trắng màu nhiệm thơm tho trong sành. Xa lời phân coi nướng cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời phân lại trong coi nướng của Đức Phật đó thường trói gian trời. Đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời rưới hoa trời mang Đà La chúng sanh trong cõi đó thường vào lúng sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn. Đêm cúng dường mười muôn ân đấng phong ở phương khác đến giờ ăn liền trở về bốn quân ăn cơm xong đi kinh hành xa lời phân cõi nương cần làm. Thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy lại nữa xa lời phân cõi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường nào chim bành hàng. Khổng tước anh và xa lời ca lăng tận và công màng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần. Ba thanh đạo phần vân vân chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thảy đều niệm Phật niệm pháp niệm tăng xá lời phân ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ xa lời phân. Cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có. Huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do Đức Phật A-di-đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời phân trong còi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu. Thì như trăm nghìn tư nhạc đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật niệm pháp niệm tăng xá lời phân. Cõi nước của Đấng Phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy xa lời phân nơi ý ông nghĩ sao Đức Phật đó vì sao hiểu là A-di-đà. Xa lời phân Đấng Phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiểu là A-di-đà. Xa lời phân Đấng Phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp nên hiểu là A-di-đà. Xa lời phân Đấng Phật A-di-đà thành Phật nhận lại đến
sanh nay đã được mười kiếm xa lời phân lại đứng phần đó có vô lượng vô biên thành văn đề tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tin đêm mà có thể biến được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế xa lời phân phần đó thành từ công đứng trang nghiêm giường ấy. Xa lời phân lại trong coi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên tăng kỳ để nói thôi xa lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây. Nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó vì sao vì đằng cùng với các bậc thường thì dùng chút ít tiền căn hướng đứng nhân duyên mà đường sanh về cõi đó xa lời phân nếu có thiền nam tử thiền nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của đơn phần đó hoặc trong một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày hoặc bốn ngày hoặc năm ngày hoặc sáu ngày hoặc bảy ngày mong lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung đừng Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà. Xa lời phân ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng làng xa lời Phật như ta hôm nay. Người khen công đức lời in chẳng thể nghĩ bằng của Đức Phật A Di Đà phương đông cùng có Đức A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra cương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Nhưng thế chư Phật sa hộ niệm này xa lời phân thế giới phương Nam có Đức Nhật Nguyệt Đăng Phật danh văn quang phân đại diêm kiên Phật Tu Di Đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật hằng hà sa số những Đức Phật như thế đều tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức những thiết chư Phật
phần sở niềm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng khó phần. Vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, đại quang Phật, đại minh Phật, bưu tướng Phật, tịnh quang Phật, hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nương mình. Hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tăng bất khả tư nghị công đức nhưng tiếc chư Phật sở hộ niệm này. Xa lời Phật thế giới phương băng có đứng diêm kiên Phật tôi thắng âm Phật nang trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình. Hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tăng bất khả tư nghị công đức nhưng thiết chư Phật sa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương dưới có đức sư tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đản ma Phật phạm trang Phật trì pháp Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nương mình. Hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kinh kinh xưng tăng bất khả tư nghị công đức nhưng thiết chư Phật sa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương trên có đức phạm âm Phật tu vương Phật hương thượng Phật hương quang Phật đại diệm kiên Phật tạm sanh bửu hoa nghiêm thân Phật ta la thọ vương Phật bảo hoa đứng Phật kiên nhưng thiên nghĩa Phật như tu di sơn Phật hằng hà sa số nhưng đứng Phật như thế đều ở tại nương mình. Hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thân rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tăng bất khả tư nghị công đức nhưng thiên chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật nơi ý của ông nghĩ thế nào. Vì sao tên là kinh nhưng thiết chư Phật sở hộ niệm xa lời Phật vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đức Phật thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác xả lời Phật cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của các Phật nói xa lời Phật nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức Phật A Di Đà thời những người ấy đều đặng không thôi chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác
cõi nước kia hoặc đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về, xa lời Phật cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân. Nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia, xa lời Phật như ta hôm nay. Người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đấng và các đấng Phật đó cũng. Người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu. Có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trừa kiếm trừa kiếm trừa phiền não trừa chúng sanh trước màn trừa trúng mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh ngài. Vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tăng cả thế gian có tin này, xa lời Phật phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường. Thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác, và vì tăng cả thế gian nói kinh pháp có tin này, đó là rất khó. Đức Phật nói kinh này rồi ngài xa lời Phật cùng các vị tỳ kheo, tất cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của Đức Phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ Phật mà lui ra. Bồ khuyết tâm kinh tâm trí huệ thanh thanh rộng lớn sáng trong ngần trắng bận mây trần. Lào là một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm, mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an. Trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng tỏ bài đích đang. Bồ Tát danh Quang Tự Tại khi tham thiền vô ngại đến trong, thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì, độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc, sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng, không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy, tống về chân không tòa sanh tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dứng thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm ma cơ ấy, nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân. Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không mà thấy rỗng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng.
Vô minh chẳng có mưa hồng hên chi, vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao, tứ đế cũng chẳng có nào. Không chi là trí có nào đắng chi, do vô sở đắc ly tân cả, lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quay ngại có chi cũng bố, từng xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo chưa nguyên, niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn, tam thế Phật y đàn bán nhà đạo bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hai bán nhà là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân, mau về thì thần chú linh tri đại lừng, thì thần chú đúng bừng quang minh. Ấy chú tôi thượng ngoài linh, ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoài thần, trừ tất cả nguyên nhân các khổ, thức tịnh lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiền bất hư, an làm thần chú chân như thuyết rằng, ba đê ba đê cầu ha cầu ha đê đa ra ni đê ni ha ra đê tỳ lê lê đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta bà ha ni ba ni ba đê cầu ha cầu ha đê đa ra ni đê ni ha ra đê tỳ lê lê đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta bà. Đại từ đại bi thương chúng sinh, đại xa cứu muôn loài, tương tố choi sáng từ trang nghiêm, đệ từ chi tâm quy mạng lễ. Nam mô Như Lai ân cung chánh biến tri minh hạnh tùng thiền thể thế gian giải vô thường sĩ. Điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn, Nam mô Đa Báo Như Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai, Nam mô Diệu Sẵn Thân Như Lai, Nam mô Quảng Bá Thân Như Lai, Nam mô Ly Bố Quý Như Lai, Nam mô Cam Lộ Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo, Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo, Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. Đệ tử hôm nay quỳ trước điện
đảnh lễ đấng từ tôn, đã bao phen sanh tử dâm dồn, trôi lăn mãi trong vòng lùng đảo. Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo, mà con còn đắm đuối mê say mắt xem huyễn cảnh hàng ngày. Tai thính tiếng mừng đường vua ninh anh, mùi quen người mùi thơm bất tịnh, lưỡi dền theo lắm chuyện gây go, thân ham dùng găm vóc xe xua, ý mơ tưởng bao la vũ trụ. Bởi lùng dục lòng tham không đủ, lấp che lần trí huệ từ lâu, hôm nay mong giác ngộ hồi đầu, tâm sám hối phơi bày tỏ rõ. Nguyện tội ác từ nay dừng bỏ, chuyển sâu căn ra khỏi lầm mê, đại sen thành kính hướng về tịnh tam động quy tam bảo, phần giới cấm chuyên trì chú đạo. Dưng tận cùng công lễ vô minh, chi phàm phu tự lực khó thành, cầu đại giang từ bi gia hộ, dù phải chịu con dâng lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan tìm đến bửu thành, đàng tử giang giác tha viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phung tụng công đức thù thân hạnh, vô biên thân phước giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh. Tông vang vô lượng quang phần sáng, nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liệu, tội chướng tất tiêu trừ. Thế thế thương hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, cơ phẩm liên hoa vi phù màu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Bâng thôi Bồ Tát vi bằng lỡ, tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường. Tự Hãy subscribe
Đệ tử hôm nay quỳ trước điện, chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn. Đã bao phen sanh tử danh dồn, trôi lăn mãi trong vòng lục đạo. Thế tôn đã đinh ninh dạy bảo, đuối mê say mắt xem huyễn cảnh hàng ngày. Tai thính tiếng mẫn đường vua đình anh, mùi quen người mùi thơm bất tịnh, lưỡi dền theo lắm chuyện gây go. Thân ham dùng găm vóc xe xua, ý mơ tưởng bao la vũ trụ. Bởi lùng dục lòng tham không đủ, lấp che lần trí huệ từ lâu. Hôm nay mong giác ngộ hồi đầu, tâm sám hối phơi bày tỏ rõ. Nguyện tội ác từ nay dừng bỏ, chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê. Trước đài sen thành kính hướng về, tịnh tam độc quy tam bảo. Phần giới cấm chuyên trì chú đạo, dừng tận cùng công lễ vô minh. Chí phàm phu tự lực khó thành, cầu đại giang từ bi gia hộ. Dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh, con dâng lòng vì đạo hy sinh. Nương từ quan tìm đến bửu thành, đàng tử giang giác tha viên mãn. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kim lư vừa bén chiên đàn, khắp sông pháp giới đạo tràng. Phân rõ biết ngọn hương chí thiền, pháp thân toàn thân tiền. Chứng minh hương nguyện vương liền ban cho. Nam mô hương văn cái Bồ Tát. Nam mô hương văn cái Bồ Tát. Nam mô Bồ Tát. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm nghìn muôn kiếp tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện có Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát.
Phật nói kinh A Di Đà, con nghe như vậy. Một thuở nọ đứng Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ Cấm Cô Độc nữa xa về, cùng với 1250 năm mới bị đại tỳ kheo câu hỏi đều là bưng A La Hán, mọi người đều quen biết như làm. Trưởng lão xa lời Phật đại mộng kiền liên đại ca Diếp Ma Ca Chiên Viên Ma Câu Y La Li Bà Đa Châu Lợi Bàn Đà Già Nan Đà. A Nan Đà La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề Tân Đầu Lư Phá La Đọa Ca Lưu Đà Di Ma Ha Kiếp Tân Na Bàn Câu La Nâu Lầu Đàm. Nhưng vì đại đệ tử như thế và hạng đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Dận Đa Bồ Tát Càn Đa Đề Bồ Tát Thường Tinh Tấn Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát như thế và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàng Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bấy giờ đứng Phật báo ngài trưởng lão xa lời Phật rằng: Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi phần, có thế giới tên là Cần Lạc, trong thế giới đó có đứng Phật hiệu là Di Đà. Hiện nay đương nói pháp xả lời Phật cõi đó, vì sao tên là Cần Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ chi, hướng những điều vui nên nước đó tên là Cần Lạc. Xa lời Phật, lại trong cõi Cần Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mành lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân, bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc. Xa lời Phật, lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng bảy chất báo, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đứng. Đáy ao thuần dùng các vàng trái làm đấng, vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường ở bốn bên ao. Trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng. Bạc lưu ly pha lê xa cử xích châu mã não, trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh. Sáng vàng tài ánh sáng vàng, sáng đỏ tài ánh sáng đỏ, sắc trắng tài ánh sáng trắng, màu nhiệm thơm tho trong sành. Xa lời Phật, cõi nương Cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời Phật, lại trong cõi nương của Đức Phật đó thường trói giang trời, đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời, rưới hoa trời mang Đà La chúng sanh trong cõi đó thường vào lũng sao.
trường mười muôn ưng đứng phân ở phương khác đến giờ ăn liền trở về bốn quân ăn cơm xong đi kinh hành xa lời phân cõi nương cần làm thành từ công đứng ra nghiêm giường ấy lại nữa xa lời phân coi đó thường có những chim màu sáng xinh đẹp là thường nào chim bành hàng không tước anh và xa lời ca năng tận và công màng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề ba thanh đạo phần vân vân chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thải đều niệm phật niệm pháp niệm tăng xá lời phật ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra vì sao vì cõi của đức phật đó không có ba đường giữ xa lời phân coi của đức phật đó tên đường giữ còn không có huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do đức phật a di đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây xa lời phân trong còi nước của đức phật đó gió nhẹ thổi động các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu thế như trăm nghìn tư nhà đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng phần niệm pháp niệm tăng xa lời phân cõi nước của đấng phần đó thành tựu công đấng trang nghiêm dường hay xa lời phân nơi ông nghĩ sao đức phật đó vì sao hiểu là a di đà xa lời phân đấng phần đó chói vô lượng soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại vì thế nên hiểu là a di đà xa lời phân đứng phần đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếm nên hiểu là Phật A Di Đà. Thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm xa lời phân lại đức Phật đó có vô lượng vô biên thành văn đệ tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tin đêm mà có thể biến được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế xả lời phân cõi nước của đức phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm giường ấy xa lời phân lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông chẳng phải tin đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên a tăng kỳ để nói thôi xả lời phật chúng sanh nào nghe những
điều trên đây. Nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế, câu hỏi mòn chỗ xa lời vẫn chẳng có thể dùng chút ít tiền căn. Hướng đứng nhân duyên mà đường sanh về cõi đó, xa lời phân nếu có thiền nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, mong lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo, liền đặng vãng sanh về cõi nước cực là của Đức Phật A Di Đà. Xa lời phong ta thấy có sự lời in ấy, nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cực lạc. Xa lời Phật như ta hôm nay, người khen công đức lời in chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà. Phương Đông cùng có Đức A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế, đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Nhưng thế chư phần xa hồ niệm này xa lời phân thể đăng Phật danh văn quang phân đại diêm kiên Phật Tu Di đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật hằng hà sa số những đấng Phật như thế, đều tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Những thiết chư phần sở niệm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ phần vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà sa số những đấng Phật như thế, đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức. Những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời phân thế giới vương băng có đứng diêm kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế.
đều ở tại nước mình hiện ra thương lưỡi rộng dài trầm mà khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh rằng tan bất khả tư nghị công đức nhưng thiết chư Phật xa hộ niệm này xa lời phân thế giới phương dưới có đức sư tử phần danh văn phần danh quang phần đảng ma phần phạm trang phần trì pháp phần hằng hà xa số những đức phần như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính kinh xưng tan bất khả tư nghị công đức nhưng thiết chư Phật sa hộ niệm này xa lời phân thế phạm âm phần tố vương phần hương thường phật hương quang phần đại diệm kiên phần tạm sanh bửu hoa nghiêm thân phần ta la thọ vương phần bảo hoa đứng phần kiên nhưng thiên nghĩa phật như tố dị sơn phần hằng hà xa cho những đứng phần như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán băng khả tư nghị công đức những thiên chư Phật xa hộ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào vì sao tên là kinh những thiết chư Phật xa hộ niệm xa lời phân vì nếu có thiện nam tử thiện nữ này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đức phật thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức phật hộ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác trả lời phân cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của ca đức phật nói xa lời phân nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức phật A Di Đà thời những người ấy đều đặng không đạo vô thường chánh đẳng chánh giác nơi cõi nước kia hoặc đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về xa lời phân cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện về cõi nước kia xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đức Phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trừ kiếm trừ kiên trừ phiền não trừ chúng sa
sanh trước màn trượt trung mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài vì ca chúng sanh nói kinh pháp mà tăng cả thế gian có tin này xa lời phần phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường. Thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác, và vì tăng ca thế gian nói kinh pháp khó tin này đó là rất khó. Đức Phật nói kinh này rồi ngài xa lời phân cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời người á tu la vân vân nghe lời của Đức Phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ phẩm mà lui ra. Bồ khuyết tâm kinh tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn sáng trong ngần chẳng bận mây trần. Lào lào một tánh thiên chân bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an. Trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng có bài đích đang Bồ Tát danh Quang Tự Tại khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì và độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sân tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn trơn chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không sáu căn chẳng có sáu trần cũng không mà thấy rỗng không mà không nhãn giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hán chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao tư đế cũng chẳng có nào không chi là trí có nào đắng chi do vô sở đắc ly tân cả nhân pháp kia đều xả nhi không mê vẫn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi khủng bố từng xa lìa mộng tưởng đảo điên tâm không rộn ráo chưa nguyên niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhà đáo bồ đề chứng quả chánh chân
cho hai ban nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thiệt thần chú linh tri đại lần thiệt thần chú đúng bần quang minh ấy chú tôi thượng ngoài linh ấy chú vô đẳng thanh thịnh hoài thần trừ tất cả nguyên nhân căn khổ thức tình lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiền bất hư an làm thần chú chân như thuyết rằng đại từ đại bi thương chúng sinh đại đại xa cứu muôn loài tương tố cho sáng từ trang nghiêm đệ từ chi tâm quy mạng lễ nam mô Như Lai ưng cung chánh biến tri minh hạnh tùng thiền thế thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư phật thế tôn nam mô đa bảo Như Lai nam mô bảo thắng Như Lai nam mô diệu sẵn thân Như Lai nam mô quảng bá thân Như Lai nam mô ly bố quý Như Lai nam mô cam lộ nam mô thầm phương thường trú tam bảo nam mô thầm phương thường trú tam bảo nam mô thầm phương thường trú tam bảo để đường vua nên anh mùi quen ơi mùi thơm bất tịnh lưỡi dền theo lắm chuyện gây go thân ham dùng găm vóc xe xua ý mơ tưởng bao la vũ trụ bởi lùng dục lòng tham không đủ lần trí huệ từ lâu hôm nay mong
Nguyện tội ác ở nay dưng bỏ, chuyển sâu căn ra khói lầm mê, trước đài sen thành kính hướng về tình. Tam động quy tam bảo phần giới cấm chuyên trì chú đạo, nhưng tận cùng công lễ vô minh, chỉ phàm phu tự lực khó thành. Cầu đại giác từ bi gia hộ, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh, con dâng lòng vì đạo hy sinh. Nương từ quan tìm đến bửu thành, đặng tự giác giác tha viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụng tụng công đức thù thân hạnh, vô biên thân phước giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh. Công vang vô lượng quang phần sáng, nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ. Thế thế thương hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, cơ phẩm liên hoa vi phù màu, hoa khai kiến phần ngộ vô sanh. Bân thôi Bồ Tát vi bàn lỡ, nguyện di thử công đức phổ cầm, nhưng thế ngã đẳng giữ chúng sanh, giai công thành Phật đạo. Tự quy Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường. Tự quy tự quy tăng xin nguyện chúng sanh thông lý đại chúng hên thái công ngài. Kim lư vừa bén chiên đàn khâm sầu,
Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Phật nói kinh cùng với 1.250 vị đại tỳ kheo câu hỏi đều là bưng a la hán, mỗi người đều quen biết Như Làm. Trưởng lão xa lời Phật đại mùng kiền liên đại ca Diếp Ma ca chiên viên mà câu Bà Đa Châu Lợi Bàn Đà Già Nan Đà. A Nan Đà La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề Tân Đầu Lư Phá La Đọa Ca Lưu Đà Di Ma Kiếp Tân Na Bàn Câu La Nâu Lầu Đà. Nhưng về đại đệ tử Như Thế và hạng đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử A Dận Đa Bồ Tát Càng Đa Đề Bồ Tát. Thường tinh tấn Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát Như Thế và với vô lượng chư Đề Hoàn Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bây giờ đứng Phật báo ngài Trưởng lão xa lời Phật rằng từ đây qua phương Tây quá 10 muôn ức cõi phần có thế giới tên là Cần Lạc. Trong thế giới đó có đứng Phật hiệu là Di Đà. Hiện nay đương nói pháp xả lời Phật cõi đó vì sao tên là Cần Lạc. Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ chi hướng những điều vui nên nước đó tên là Cần Lạc xa lời Phật. Lại trong cõi Cần Lạc có 7 tầng bao lớn, 7 tầng mành lưới, 7 tầng hàng cây đều bằng 4 chân bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là